mô hình cốc và tay cầm cup and handle là một mô hình biểu đồ tiếp diễn trong phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng tăng giá mô hình này được william j o'neill giới thiệu lần đầu tiên và đã trở thành một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch mô hình cốc và tay cầm được nhận diện bởi một đường cong hình chữ u giống như hình dạng của một chiếc cốc cup theo sau là một giai đoạn điều chỉnh nhỏ tạo thành phần tay cầm sau khi phần tay cầm được hình thành giá thường có xu hướng phá vỡ lên trên tiếp tục xu hướng tăng trước đó phần cốc hình dạng phần cốc có hình dạng giống chữ u với đáy tròn thể hiện một giai đoạn tích lũy sau một đợt giảm giá nhẹ độ sâu đáy của cốc không nên quá sâu và nên tránh có hình dạng chữ v vì nó không phản ánh giai đoạn tích lũy kéo dài độ dài chiều dài của phần cốc thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ phần tay cầm, hình dạng. Phần tay cầm được tạo ra sau khi giá tăng trở lại từ đáy của cốc và gặp phải ngưỡng kháng cự gần đỉnh của cốc. Tay cầm thường có dạng một đợt điều chỉnh nhỏ, dao động đi xuống nhẹ hoặc di chuyển ngang. Khối lượng Trong giai đoạn hình thành tay cầm, khối lượng giao dịch thường giảm, cho thấy sự thiếu quyết định trước khi có một động thái mạnh. Thời gian thời gian hình thành phần tay cầm thường ngắn hơn phần cốc và kéo dài từ vài ngày đến vài tuần phá vỡ khi giá phá vỡ lên trên mức kháng cự của phần tay cầm với khối lượng tăng mạnh đây là dấu hiệu của sự tiếp tục xu hướng tăng giá ban đầu khối lượng tăng khối lượng giao dịch tăng mạnh tại điểm phá vỡ là yếu tố quan trọng để xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng tăng lời khuyên áp dụng thực tế giao dịch theo xu hướng khi phát hiện mô hình cốc và tay cầm, các nhà đầu tư nên chờ đợi giá phá vỡ lên trên phần tay cầm với khối lượng tăng cao trước khi mở vị thế mua. Xác định mức dừng lỗ. Mức dừng lỗ nên được đặt ngay dưới phần tay cầm hoặc đáy của phần cốc để bảo vệ vốn trong trường hợp mô hình thất bại. Mục tiêu giá. Mục tiêu giá có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách từ đáy cốc đến đỉnh cốc và thêm vào điểm phá vỡ trên phần tay cầm. Đừng quên nhấn like nếu bạn thích video này, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo và nhớ bật chuông thông báo để nhận ngay thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.